Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hô hấp có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Nhờ sự hoạt động của lồng ngực và các cơ hô hấp, phổi giúp cho chúng ta có thể duy trì được sự sống. Tuy nhiên, khi cơ quan này có vấn đề thì chúng ta cũng xuất hiện một số những triệu chứng dễ bắt gặp như là đàm, ho, khó thở. Đây là những triệu chứng điển hình của các bệnh về hô hấp mạn tính. Thế nhưng, do điều trị không đúng cách, bệnh thường bị tái đi tái lại nhiều lần hay là kéo dài dai dẳng, từ đó tiến triển nặng hơn và làm tăng nguy cơ nhập viện, thậm chí là còn có thể tử vong, nhất là khi thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay. Và để nâng cao hiệu quả trong việc điều trị, các nhà khoa học đã tìm ra và chứng minh lá hen có tác dụng giảm đàm, ho, khó thở, giảm tái phát các đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD an toàn và hiệu quả. Vậy, lá hen có công dụng gì và sử dụng như thế nào cho hiệu quả? Để trả lời cho câu hỏi này với chủ đề lá hen, giải pháp mới cho người bị đàm, ho, khó thở, dai dẳng nhiều năm không khỏi. Ngày hôm nay, chương trình xin được mời đến trường quay một vị chuyên gia khách mời có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh về hô hấp. Xin được giới thiệu với quý vị, Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bác sĩ của chuyên khoa y học cổ truyền. Lời đầu tiên xin cho phép Diễm Loan được gửi lời chào và lời cảm ơn bác sĩ đã nhận lời đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào MC, chào quý vị khán giả. Thưa tất cả quý vị khán giả, và ngay giây phút này thì tổng đài 1900 3192 của chúng tôi cũng đã mở. Quý vị khán giả nào đang gặp tình trạng đàm, ho, khó thở, hãy gọi ngay đến tổng đài 1900 3192 để đặt câu hỏi với thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn quý vị nhé. Và đừng quên là đây là một vị chuyên gia có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh về hô hấp mạn tính, nên quý vị sẽ có những câu trả lời giúp cho quý vị có thể hỗ trợ sức khỏe của mình rất là tốt. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang với thành phần chính là cao lá hen và alpha lipoic acid. Bảo Khí Khang có tác dụng giúp dễ thở hơn với những người mắc bệnh hô hấp. Sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng ở Việt Nam và Hoa Kỳ, giúp 96,7% người dùng giảm đàm, ho, khó thở và giúp giảm nguy cơ mắc, giảm tái phát và biến chứng trong trường hợp mắc bệnh dịch hô hấp, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Và thưa quý vị, đặc biệt với mong muốn là giúp cho bệnh nhân có thể an tâm, không lo tái phát đàm, ho, khó thở, nhãn hàng Bảo Khí Khang dành tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá là 400.000 đồng cho 100 khán giả đầu tiên đặt mua Bảo Khí Khang. Cụ thể như sau, khi mua 2 hộp Bảo Khí Khang 120 viên sẽ được tặng 4 hộp Bảo Khí Khang 10 viên trị giá là 400.000 đồng. Như vậy, chúng ta sẽ tiết kiệm được 630.000 đồng. Chi tiết về công dụng của sản phẩm và chương trình ưu đãi, xin quý vị liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 0055. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước 1800 0055. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi trò chuyện cùng với bác sĩ Thanh Nhàn ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, trong tuần vừa qua thì rất nhiều quý vị khán giả đã gọi đến tổng đài 1900 3192 và họ đã chia sẻ rằng họ đang tái phát những cái cơn bị đàm, ho, khó thở và thậm chí là có nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện để điều trị vì tình trạng là suy hô hấp cấp và tràn khí màng phổi. Vậy thì đàm, ho, khó thở là triệu chứng của những căn bệnh nào thưa bác sĩ? Rất là cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả đưa ra. Đàm, ho, khó thở là một trong những cái bệnh lý của những cái bệnh mãn tính về đường hô hấp. Đầu tiên phải nói tới đó là hen suyễn, và trong dân gian ta còn gọi là suyễn hay là hen phế quản. Đó là một tình trạng mà có một cái sự viêm ở trên đường hô hấp mãn tính, gây đường hô hấp nó sẽ bị phù nề lên, nó sẽ gây đau ngực, khó thở, thậm chí là cái ho, và cái tình trạng này tái đi tái lại nhiều lần. Cái bệnh này nó xuất hiện về nửa đêm, về sáng, thường thay đổi thời tiết là nó dễ xuất hiện vậy lắm. Và bệnh nó thì có khả năng tự hồi phục tự nhiên thôi, và đôi khi phải can thiệp bằng thuốc. Thì bệnh nhân đó thì biểu hiện rõ nhất là người ta mô tả cái hen phế quản đó là một tình trạng khó thở một cách dữ dội, và người bệnh có cảm giác như là ai bóp nghẹn cổ họng mình. Và rất là dễ sợ, cho nên người ta rất là hoảng loạn. Và đây là một trong những cái biểu hiện người ta kêu là chết ngợp ở trên kẹt, đó là cái hen suyễn. Cái bệnh lý thứ 32 đó là cái viêm phế quản mạn. Viêm phế quản mạn đó là một tình trạng đàm, ho, và tình trạng là tăng tiết dịch nhầy. Bệnh nhân có cái triệu chứng ho, có đàm đó kéo dài khoảng 90 ngày trong một năm, mà kéo dài liên tục 2 năm.
là đã được đội là cái viêm phế quản mạng rồi. Tuy nhiên cái tình trạng này nếu mà bệnh nhân không có được điều trị đúng cách thì nó sẽ dẫn tới cái tình coi như là bệnh lặp đi lặp lại nhiều năm, và thường gặp ở trên những cái người mà có những cái thói quen hút thuốc lá hay là hút thuốc lào. Và đây là một trong những cái cảnh báo cho những cái người mà hút thuốc nhiều như thế. Và nếu mà tình trạng này không có được bệnh nhân điều trị tới nơi tới chốn thì bệnh sẽ diễn tiến nặng thành cái bệnh thứ ba mà muốn nói ở đây là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD là một tình trạng là gây cái đàm, ho, khó thở, nó sẽ tăng tiết dịch nhầy, và đây là nó thể hiện cái tình trạng là giảm cái lưu lượng khí thở ra và không phục hồi hoàn toàn. Bệnh nhân sẽ có những cái tình trạng là bệnh có khả năng là tái lại những cái đợt cấp, thì đàm mới đầu là trong loãng nhưng sau đó thì đặc thay đổi màu sắc, thậm chí là đờm hóa mủ luôn. Và bệnh nhân sẽ khó thở nặng và sẽ dẫn tới là đi vô những cái trung tâm cấp cứu, và điều này sẽ đưa tới cái tỷ lệ tử vong cho cái bệnh hô hấp mãn tính này, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nó đứng hàng thứ tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ ba trong tất cả các cái tỷ lệ tử vong tất cả bệnh khác, nó hơn và nó sánh vai với những cái bệnh lý như tim mạch vân vân. Dạ, và nghe qua những chia sẻ này thì thật sự Loan nghĩ là quý vị khán giả cũng sẽ có cái cảm giác giống như Loan vậy đó, đó là chúng ta lo lắng. Xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, quả thật là khi mà chúng ta bị những cái triệu chứng như là đàm, ho, khó thở, nếu như không được kiểm soát kịp thời thì sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như bác sĩ vừa chia sẻ với chúng ta. Chính vì vậy, quý vị khán giả nào đang gặp tình trạng bị đàm, ho, khó thở, hãy gọi ngay đến tổng đài 1900 3192 để đặt câu hỏi với thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là bác sĩ của chuyên khoa y học cổ truyền, một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh về hô hấp mãn tính quý vị nhé. Và rất nhanh chóng, tổng đài 1900 3192 của chúng tôi đã nhận được câu hỏi của vị khán giả đầu tiên rồi ạ. Và xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối giúp cho chương trình ạ. Alo. Alo. Dạ, xin chào khán giả. Dạ, chào bác sĩ, chào chương trình. Tôi đặt câu hỏi luôn với bác sĩ ạ. Dạ. Dạ, trước tiên thì xin khán giả giới thiệu mình tên là gì và sau đó đặt câu hỏi ạ. Dạ, bác sĩ ơi, tôi là Nguyễn Thị Vui, tôi 55 tuổi rồi, tôi ở Đồng Nai. Lúc nãy thì tôi nghe là mình về cái bệnh phổi mà ho có đàm á, là tình trạng của tôi đó. Tôi là giáo viên, tôi về hưu được 1 năm rồi, nhưng mà từ hồi trước khi về hưu 3 năm nay thì là tôi hay bị đàm ho lắm. Nhất là lúc mà thay đổi thời tiết mà trời lạnh lạnh á, là lúc nào cũng đàm xanh đàm vàng bám chặt cổ, khó thở lắm bác sĩ. Thì tôi có ra nhà thuốc, tôi mua thuốc á, thì người ta bán cho tôi kháng sinh mà uống từ 7 đến 10 ngày hết, nhưng mà sau đó khoảng nửa tháng là lại tái lại. Thì tôi không biết là dùng kháng sinh nhiều như vậy thì nó có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mình không bác sĩ? Bác sĩ có thể tư vấn cái cách điều trị nào nó hiệu quả cho tôi. Tôi cảm ơn ạ. Rất là cảm ơn câu hỏi của cô vừa đặt ra. Theo như cô đang nói đó, cô là một người làm nghề giảng dạy đúng không ạ? Và rất là lâu năm mà có cái tình trạng mà ho đàm như thế này, kèm tình trạng là tăng tiết dịch nhầy, thậm chí là cái màu sắc đàm á, nó đổi từ trắng cho tới vàng, thậm chí xanh và phải sử dụng kháng sinh á, thì đây là một trong những cái mà đáng sợ. Đây là một cái bệnh lý mà chắc chắn là theo tôi nghĩ á, là phần lớn chắc đây là tình trạng viêm phế quản mạng, mà lại không có tầm soát được những cái cơn coi như những cái đợt cấp đó, khiến cho cô luôn luôn sử dụng kháng sinh nhiều nhưng mà lại là không có giống như là điều trị triệt để đó. Thì xu hướng hiện nay đó, khi cái bệnh lý của cô đó thì người ta thấy là người ta phối hợp cả đông lẫn tây y để điều trị, mà thứ nhất á, là tây y á, thì đã điều trị được cái đợt cấp, tức là khống chế được những cái đợt bội nhiễm để hạn chế cho cái tình trạng mà từ cái ho khó thở mà gây cản trở cái đường hô hấp, ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình. Và cái thứ hai đó là người ta luôn luôn phối hợp với y học cổ truyền đó, thì nó sẽ giúp cho bệnh coi như là nó điều trị tới cái coi như là nó hạn chế những cái đợt tái phát, nó làm cho cái căn nguyên của bệnh điều trị tới nơi, và như vậy đó thì tần suất tái phát bệnh của cô ngày càng giảm đi,
và cái khả năng đạt được cái hiệu quả điều trị ngày càng cao. Thì trong đông y thì người ta thường sử dụng cái lá hen, mà cái lá hen thì với học cổ truyền nó kêu là quân dược trong điều trị. Quân dược là gì? Tức là chủ đạo của cái điều trị á. Thì rất là tuyệt vời, thì trong lá hen người ta được nghiên cứu rất là nhiều và người ta thấy nó có hai cái đặc tính mà nổi trội. Một là cái tính kháng viêm của nó và hai là cái tính chống oxy hóa. Thì cái tác dụng chống viêm thì khi phổi như nãy giờ cô đang nói đó, thì khi nó viêm thì nó sẽ đưa tới tình trạng là phù nề, tăng tiết dịch và nó sẽ gây co thắt. Và trong cái lá hen đó thì lúc bấy giờ đó thì nó giúp cho làm giảm cái tổng hợp cái leukotriene. Và cái leukotriene là một cái loại hoạt chất mà nó luôn luôn xuất hiện khi mà có viêm. Mà nếu mà giảm cái tổng hợp này thì nó sẽ hạn chế cái viêm. Và đây là một cái cứu cánh thật sự là tuyệt vời. Nó giảm đàm, ho, khó thở cho bệnh nhân rất là nhiều. Và cái nghiên cứu mà người ta thấy ở những cái nhà khoa học của Ấn Độ khoảng 2011 đó, thì Ấn Độ đã thấy là những cái nhà khoa học đó, người ta thấy là trong lá hen đó có một cái chất chống viêm nó tương tự như cái dexamethasone, tức là một cái chống chống viêm của Tây y, nhưng mà đặc biệt là nó an toàn và nó không có tác dụng phụ. Cái tác dụng thứ hai của cái lá hen đó là tức tác dụng chống oxy hóa. Khi với tác dụng chống oxy hóa này đó thì nó sẽ làm giảm cái hoạt động của các gốc tự do, và chính cái này nó sẽ làm hạn chế được những cái đợt tái phát cấp của những cái bệnh lý như hen suyễn, viêm phế quản mạn hay là bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn COPD. Như vậy là qua chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì có lẽ là cô Vui cũng thấy hiện nay thì tình trạng sức khỏe của mình thì tốt nhất là chúng ta cũng sẽ cần đi thăm khám để mà được xác định chính xác cái tình trạng bệnh của mình. Và sau đó thì chúng ta có thể sẽ nhận ý kiến từ phía bác sĩ đang điều trị để có cái sự kết hợp giữa Đông và Tây y, giống như vừa rồi bác sĩ có chia sẻ với lại cô Vui. Và mong là thời tiết hiện giờ cũng đang thay đổi quá. Dạ, khi nãy mà Loan đến phim trường thì thời tiết cũng đang mưa gió bão bùng ở rất nhiều nơi. Nên là quý vị nào mà có tình trạng bệnh liên quan tới phổi, cứ đạm, cứ ho thì mình nhớ là mình ráng giữ ấm trong những ngày này nhé. Dạ, chúc sức khỏe cho cô Vui ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ tiếp với nhau một chút xíu. Qua chia sẻ từ bác sĩ khi nãy thì có lẽ quý vị cũng thấy tình trạng viêm phế quản mãn tính, hen suyễn nè, rồi phổi tắc nghẽn mãn tính COPD sẽ để lại những hậu quả vô cùng đáng tiếc nếu như không tiến hành điều trị kịp thời và đúng cách, đúng không ạ? Và để hỗ trợ cho điều trị tình trạng này thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang với thành phần chính là cao lá hen và alpha lipoic acid được nghiên cứu lâm sàng ở Việt Nam và cả Hoa Kỳ, giúp giảm tình trạng đàm, ho, khó thở và giảm nguy cơ mắc cũng như là giảm tái phát và biến chứng trong trường hợp mắc bệnh dịch hô hấp, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Và đặc biệt là với mong muốn có thể giúp cho bệnh nhân có thể giảm đàm, ho, khó thở, Bảo Khí Khang đang có chương trình ưu đãi mua 2 tặng 4, tiết kiệm tới 630.000 đồng. Chi tiết về công dụng của sản phẩm và chương trình ưu đãi, xin quý vị liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 0055. Diễm Loan xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước 1800 0055. Thưa quý vị, như vậy là tổng đài 1900 3192 của chúng tôi hiện nay vẫn đang mở ạ. Và quý vị nào chúng ta gặp tình trạng đàm, ho, khó thở, hãy gọi ngay đến số tổng đài để được thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là bác sĩ của chuyên khoa y học cổ truyền, trực tiếp tư vấn và giải đáp thắc mắc ngay cho quý vị trực tiếp trên sóng truyền hình ạ. Dạ, và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì xin mời bộ phận kỹ thuật chúng ta kết nối với quý vị khán giả tiếp theo đi ạ. Alo, xin chào khán giả ạ. Cô phải bác sĩ không? Dạ, và ở đây đang có thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ tư vấn cho khán giả ạ. Dạ, xin chú giới thiệu về tên, tuổi của chú và sau đó mình có thể đặt câu hỏi được rồi ạ. Tôi tên Lê Bác Phạm, 54 tuổi, mà có cái bệnh hen suyễn kiểu khó thở, cũng bị lâu rồi. Dạ, và mình muốn đặt câu hỏi như thế nào với bác sĩ ạ? Rồi mình trị bệnh, trị cách làm sao? Cảm ơn câu hỏi của chú. Chú có khả năng cho biết là trước đây chú đã được điều trị như thế nào không ạ? Có điều trị hết rồi, phải bác sĩ không? Trời, sao nói cho khác ở trong truyền hình nữa hả? Dạ. Dạ.
Thì bây giờ chú cứ nói cho cháu biết là hiện giờ là chú đã được điều trị như thế nào rồi ạ? Tôi thấy cái này khác ở trong truyền hình lắm rồi á. Dạ, chú ơi, hiện nay chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp, có nghĩa là khi chú đặt câu hỏi thì tất cả quý vị khán giả cũng đều đang có thể nghe được câu hỏi của chú và bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp ngay cho chú ạ. Dạ, chú ơi, hiện nay chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp, có nghĩa là khi chú đặt câu hỏi thì tất cả quý vị... Chú cứ việc chia sẻ về câu chuyện của chú. Chú đã đi thăm khám ở đâu chưa? Và chú đã được chỉ định thế nào rồi ạ? Chưa có đi khám mà hồi đó mắc bệnh hen suyễn cũng 14, 15 năm rồi. Lâu lâu ăn đồ trúng lại đó. Dạ. Rồi cái bắt đầu nó bị nó hơi mệt mệt vậy đó. Rồi đang bắt truyền hình đài thành phố coi nè. Rồi sau gặp bác sĩ này đang tư vấn nói về cũng y chang chứng bệnh nè. Dạ. Rồi mình điện mới hỏi nè. Có dạ. Uống thuốc gì cho nó tệ kho được không? À dạ. Rồi vậy thì bây giờ... chú con xin phép là sẽ nhờ bác sĩ tư vấn ngay cho chú ạ. Dạ xin mời thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bác sĩ của chuyên khoa y học cổ truyền sẽ tư vấn cho chú ạ. Xin mời bác sĩ. Dạ, rất là cảm ơn câu hỏi của chú vừa đưa ra. Theo cái cách mô tả của chú đó thì cháu thấy đây là một cái bệnh mà nãy giờ cháu đã nói đó là hen suyễn. Mà để được cái chẩn đoán mà chính xác đó chắc là phải nhờ chú phải tới một trung tâm y tế để thầy thuốc sẽ cho những cái cận lâm sàng cần thiết để người ta một mà người ta sẽ chụp hình phổi mình như thế nào, rồi người ta đo cái những cái thông số hô hấp để coi cái tình trạng phổi của chú hiện giờ nó có những cái gì, ví dụ chẳng hạn nó có biến chứng chưa, nó phát triển như thế nào. Và cái thứ hai á, người ta sẽ cho những cái sử dụng những cái thuốc để mà khống chế những cái cơn khó thở, nhiều khi nó xuất hiện nửa đêm về sáng mà nó quá nhanh làm cho mình trở tay không có kịp á, nó sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới cái sức khỏe của mình. Và bên cạnh đó, sau khi mà mình đã được cái chẩn đoán cụ thể rồi, có được những cái điều trị giống như là điều trị cơn đó chú ạ, điều trị một cái cơn cấp cứu rồi đó, thì bên cạnh đó chú có khả năng tham khảo để sử dụng thêm cái sản phẩm có cái cao lá hen, thì nó sẽ giúp cho chú hạn chế được những cái đợt tái phát cũng như là ngừa được những cái bội nhiễm mà nó có khả năng xảy ra trong cái bệnh lý của chú. Dạ. Và xin được chúc cho chú là sẽ có được một cái sức khỏe ổn định sau khi mà chúng ta đi thăm khám và tiến hành điều trị theo đúng chỉ định từ phía bác sĩ quý vị nhé. Và bây giờ thì dạ, xin phép cho chúng tôi được kết nối với quý vị khán giả tiếp theo của chương trình qua tổng đài 1900 3192 ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Dạ, xin phép là chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán giả tiếp theo ạ. Thưa quý vị, hiện giờ nhiều quý vị đang gọi về nên đôi khi chúng ta có thể là trùng cái đường dây tần số luôn đấy ạ. Dạ, xin phép mời bộ phận kỹ thuật tiếp tục ạ. Alo. Alo. Chào bác sĩ. Dạ. Tôi tên Phượng. Dạ. Tôi 62 tuổi. Tôi ở Tây Ninh. Tôi bị phổi tắc nghẽn mãn tính. COPD cấp độ 3, đã 5 năm rồi. Tôi được biết là từ cấp độ 3 lên cấp độ 4 rất là nhanh. Vậy tôi có phải sử dụng bảo khí khang được không thưa bác sĩ? Tôi nghe nói có mấy bài tập thở để bớt bệnh. Tôi nhờ bác sĩ chỉ cho tôi với. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Rất là cảm ơn câu hỏi của cô với cái tình trạng như mà cô vừa mới nói cho tôi đó. Thì đây là cái dạng bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn tới cái độ 3 nè. Đây là một trong những trường hợp khá nặng. Thì đây là một trong cái đầu tiên á, tôi khuyên cô thứ nhất á, là mình luôn luôn phải giữ ấm cơ thể mình. Nhất là thay đổi thời tiết như hiện nay. Đây là một trong những cái tác nhân nó có khả năng xuất hiện những cái đợt cấp nguy hiểm cho cái bệnh lý của cô đang mang. Và chỉ cần đợt cấp nó sẽ đẩy cái bậc mình lên rất là nhanh và chuyển biến bệnh rất là xấu. Cái thứ hai đó thì cô nên chích cái ngừa cúm hàng năm cô ạ. Thì cái đó là một trong những cái bảo vệ cho cái người bị phổi mãn tính tắc nghẽn rất là quan trọng.
Và cái thứ ba đó là cô phải thường xuyên giữ coi như là, tức là cái môi trường sống của mình phải luôn luôn coi như là sạch đó mấy ạ. Hạn chế lại những cái nơi chẳng hạn như thuốc lá nhiều quá, ô nhiễm môi trường, vân vân. Và cái mà tôi có khả năng giúp cho cô trong cái đang điều trị của cô đó là cái tập thở. Trên báo, tức là trên mạng cũng có, chúng tôi up lên rất là nhiều cái luyện thở cho những cái người có bị phổi mãn tính tắc nghẽn COPD như cô. Đó là một là cái thở chúm môi, hay là cái thở cơ hoành. Và cái thứ ba đó, nếu ở trong những cái bệnh viện mà khi mà mình được thường xuyên mà theo dõi sức khỏe đó cô, thì nó còn hướng dẫn cho bệnh nhân cái thở bằng thở thổi chai á, thì nó sẽ giúp cho cô ví dụ hít thật sâu rồi giữ hơi rồi cố gắng thở ra một cách từ từ, để cho những cái tiểu, những cái túi chứa khí ở trong phổi mình nó đang bị viêm, nó đang bị xẹp lại đó, nó sẽ có góp phần nó nở ra, nó hạn chế được cái dày dính lại của những cái tiểu phế nang. Và đây là một trong những nguyên nhân làm cho cô khó thở rất là nguy hiểm cô ha. Và cô thường xuyên phải giữ ấm cô nha, luôn luôn phải giữ ấm cơ thể. Và cái thứ ba đó, cái kế tiếp nữa là cô có khả năng sử dụng thêm cái sản phẩm là cao lá hen. Thì chính cái cao lá hen nó hỗ trợ cho cái quá trình điều trị của cô. Thứ một đó là nó sẽ giúp cô giảm được những cái triệu chứng như là đàm, ho, khó thở của cô. Và cái thứ hai đó cực kỳ quan trọng, đó là nó làm giãn thưa ra những cái đợt cấp, tức là nó hạn chế cái phản ứng oxy hóa trong cơ thể mình đó. Thì chính là những cái phản ứng này nó làm cho những người bị phổi mãn tính mắc nghẽn đó, nó làm những cái đợt cấp nó càng ngày càng khích lại. Và khi người ta viêm như thế này á, thì cái đường thở người ta càng ngày càng bị chích hẹp, nó khó thở. Và đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng tới cái cuộc sống của bệnh nhân. Mong là cô hãy cố gắng nghe và làm được những cái điều như tôi nói. Khi sử dụng những cái sản phẩm cao lá hen đó, thì nó có một cái là khi cái đợt cấp của mình, khi sử dụng bên cạnh cái tây y để phòng, để chống được những cái bội nhiễm đó, thì cô có khả năng sử dụng khoảng chừng 7 tới 10 ngày với cái liều là khoảng 3 viên sử dụng 2 lần trong ngày và sử dụng liên tục 10 ngày như vậy. Sau đó cô sẽ kiên trì sử dụng từ 3 cho tới 6 tháng với cái liều là 2 viên nhân 2, tức là 4 viên một ngày á, thì cô sẽ thấy là nó cải thiện như là cô mong muốn, và rất là mong là sẽ giúp được phần lớn cho cô cả coi như là ổn định được cái sức khỏe hiện giờ của mình. Xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và xin được cảm ơn cô Phượng. Mong là cô sẽ thực hiện theo đúng những cái chia sẻ từ phía bác sĩ và nhớ là giữ ấm cơ thể nha cô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kết nối tiếp theo với một quý vị khán giả nữa qua tổng đài 19003192 của chúng tôi ạ. Dạ, xin phép mời phòng kỹ thuật ạ. Alo. Dạ, xin chào khán giả ạ. Dạ, vâng, chào ạ. Chào cô. Dạ, xin cô chia sẻ tên của cô, tuổi của cô và câu hỏi cô muốn đặt ra cho bác sĩ Thanh Nhàn ạ. Chào cô, chào bác sĩ. Dạ. Tôi là tên Phạm Thị Hoa Mai, năm nay 65 tuổi. Dạ. Nhưng mà nói với bác sĩ là rồi tôi ho năm nay là 27 năm rồi. Mà cho cứ uống hết thuốc này đến thuốc khác, thuốc nam, thuốc bắc, rồi thuốc tây, rất cũng không ấy bác sĩ. Dạ. Chứ đường cầu ho này mỗi lần nói nhiều cái là khăn khăn tiếng, rồi còn mà cứ lâu lâu cái nó ngứa cổ cái ho mà không biết như thế nào, cũng nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Dạ, cháu vừa nghe cái trình bày của cô rồi. Thế trước giờ đó là bị 20 mấy năm như vậy, cô đã từng đi tới một cái trung tâm y tế nào để khám bệnh chưa ạ? Dạ, thưa bác sĩ, có đi xuống Sài Gòn khám mà không biết cái chỗ này là chỗ nào, tôi quay mắt đi khám năm ngoái, nhưng mà cháu uống 3 tháng thuốc nghi là nó tụt bị hen, nó xăm, nó là uống 3 tháng thuốc cũng không hết. Dạ. Lâu lâu cái là nó ví dụ như là gặp mùa sao ở lúc đó thì nó hết 5-7 tháng không thấy ho, nhưng mà cái lúc lên nó cứ lâu lâu cái ngứa trong ngày đấy khoảng 1-2 lần ngứa cổ cái ho. Rồi rất là cảm ơn câu hỏi của cô. Và riêng với cái trường hợp của cô với tôi thì tôi đề nghị là cô phải tới một cái trung tâm mà coi như là một cái bệnh viện chuyên khoa về hô hấp
để chúng tôi, để những cái người thầy thuốc đó, người ta sẽ cho những cái xét nghiệm cần thiết. Đầu tiên á, là người ta phải kiểm tra được cái chức năng hô hấp của cô. Cái thứ hai á, người ta phải chụp được cái hình phổi của mình. À, và trên những cái cơ bản đó thì người ta sẽ cho mình biết được là mình hiện giờ mình đang mắc bệnh gì. Thì khi có được cái chẩn đoán chính xác á, thì thầy thuốc mới đưa ra được cái hướng điều trị. À, chứ bây giờ theo cái kiểu mình mô tả đó thì chỉ có một cái ho kéo dài mà nó không định vị được là ho như thế nào và nó có xuất hiện nửa đêm về sáng hay không, và mình đã làm cái gì để hạn chế bớt những cái triệu chứng khó chịu đó. Và khi ra được cái chẩn đoán chính xác á, thì mình có cái điều trị chuẩn để mà mình tầm soát và mình hạn chế những biến chứng có khả năng xảy ra cho cô. Và rất là mong là cô phải tới những cái trung tâm y tế có uy tín để được điều trị. Và trước khi những cái thầy thuốc lâm sàng người ta làm những cái rất là nhiều cái xét nghiệm chuyên biệt về hô hấp thì mới ra được, chứ không thể nào mà chỉ có điều trị khơi khơi như thế này được ạ. Dạ. Và cô Mai ơi, thật ra thì bên cạnh việc là chúng ta ngừng điều trị một khoảng thời gian dài rồi á, thì có rất nhiều những cái bệnh nhân giống như cô vậy đó, họ có những cái cảm giác khó chịu và sau đó thì cứ đi ra tiệm thuốc tây và mua những cái loại thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ về nhà uống, cầm cự cho qua những cái ngày tháng mà cảm thấy không có khỏe trong người. Thì nhân đây Loan cũng xin được chia sẻ với quý vị luôn, thật sự cái việc này chúng ta không nên. Thuốc phải có chỉ định từ phía bác sĩ, và những cái loại thuốc có cái lời khuyên hoặc là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để phòng tránh những cái hậu quả mà có thể là do những cái loại thuốc mà chúng ta mua mà không có chỉ định đó, như là những cái loại thuốc xịt hay những cái thuốc hít nó có thể gây ra. Thì nhân đây cũng xin chia sẻ là bảo khí khang với thành phần chính là cao lá hen và alpha lipoic acid có tác dụng lại giúp cho chúng ta cảm thấy dễ thở hơn với những cái người mà mắc bệnh hô hấp và an toàn hiệu quả hơn quý vị nhé. Và theo như nghiên cứu trên những bệnh nhân đã sử dụng bảo khí khang thì sau từ 7 đến 10 ngày thì đờm loãng ra, sẽ tăng ho tống đờm. Lúc này quý vị sẽ thấy mình ho, nhưng đây là ho tống đờm và đường thở nó sẽ thông thoáng hơn, nên mình đừng có lo. Sau 30 ngày thì sẽ thấy là giảm đờm, ho và khó thở rõ rệt. Sau từ 3 đến 6 tháng kiên trì sử dụng thì sẽ giảm tần suất tái phát những đợt cấp hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Nhà sản xuất cũng khuyến cáo bệnh nhân là nên sử dụng từ 3 cho đến 6 tháng để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất thưa quý vị. Và ngoài ra thì với mong muốn là giúp cho bệnh nhân có thể an tâm, không lo tái phát đàm, ho, khó thở thì nhãn hàng Bảo Khí Khang đang có chương trình ưu đãi mua 2 tặng 4 cho 100 khán giả đầu tiên đặt mua Bảo Khí Khang. Và khi mua 2 hộp Bảo Khí Khang 120 viên, quý vị sẽ được nhà tài trợ tặng 4 hộp Bảo Khí Khang 10 viên trị giá là 400.000 đồng. Như vậy chúng ta tiết kiệm được đến 630.000 đồng ạ. Chi tiết về công dụng của sản phẩm và chương trình ưu đãi, xin quý vị liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 0055. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước của chúng ta 1800 0055. Vâng thưa quý vị, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị khán giả tiếp theo giúp chúng tôi ạ. Alo, xin chào khán giả ạ. Dạ, con chào chú. Dạ xin chú giới thiệu tên của chú, tuổi của chú và chúng ta có thể đặt câu hỏi được rồi ạ. Chú Hoàng Minh Trung ạ. Con chào chú Trung. Chú Trung được bao nhiêu tuổi ạ? Chú 60 tuổi ạ. Dạ 60, mời chú đặt câu hỏi. Chú muốn hỏi là bây giờ là chú là cái phế quản mãn của ngày xưa thì bây giờ nó chuyển đang hẹp phổi, vừa rồi lên viện làm được 15 ngày thì về, thì bây giờ hỏi các bác sĩ xem là cô uống được cái thuốc gì không ạ? Rồi ạ. Rồi chú Trung ơi, cho con hỏi là cái xét nghiệm á, người ta ra viện người ta nói mình là cái gì chú hả? Là bị tắc nghẽn độ 2 ạ. Dạ, tắc nghẽn độ 2 rồi. Vâng. Dạ. Rồi, vậy chú Trung bây giờ làm thì là bây giờ làm cho nó hơi mệt ạ. Dạ, làm về là hơi mệt, vận động chút xíu là hơi mệt đúng không ạ? Đúng rồi, vâng. Dạ. Dạ đây cái bệnh lý của chú Trung vừa mới hỏi đó, của bản thân mình đó, nó làm một bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn COPD mà là giai đoạn 2 rồi đó ạ. Và với cái giai đoạn này đó thì là cái đường dẫn khí mình nó đã bắt đầu là tắc nghẽn nhiều rồi. Cái thứ hai là cái dịch nhầy nó cũng rất là nhiều, là chú cho nên chú Trung đặc biệt sẽ và cố gắng giữ những cái điều sau đây. Thứ nhất á, là phải giữ ấm cho cái đường hô hấp mình. Tức là thí dụ như thay đổi thời tiết nè,
ha, hay là đi lợi những cái nơi khói bụi quá là không có được tới, tức là hạn chế tối đa lợi những cái nơi ô nhiễm. À, cái nữa đó là chú phải chú ý tới cái chuyện đó, là nên với cái bệnh lý mà mình đang có đó thì đầu tiên hàng năm chú Trung nên đi tiêm chủng, chủng ngừa cái cúm giùm cho bản thân mình để giữ được nó không có bị bội nhiễm cho những cái đợt hô hấp nguy hiểm. Cái thứ hai đó, với cái tình hình của chú Trung á, thì hiện giờ chú Trung có khả năng sử dụng được cái thực phẩm á, là cao lá hen mà nãy giờ chúng tôi vừa mới trình bày đó. Thì chính cái cao lá hen này nó sẽ giúp cho chú Trung giảm được những cái cảm giác khó chịu ở trong cái đường hô hấp của mình, như là cảm giác đàm vấn quá nhiều, rồi ho khó thở ra, đàm nó sẽ loãng hơn và nó dễ khạc hơn, nó sẽ giúp cho chú Trung thở trở nên là thông thoáng, làm việc dễ chịu hơn. Và bên cạnh đó đó thì chú Trung sẽ nên là cố gắng là sử dụng kiên trì chút xíu, sử dụng khoảng từ 3 cho tới 6 tháng, thì bản thân mình sẽ thấy được cái tình trạng khó chịu về dự đàm ho khó thở mình nó cải thiện một cách rất là ổn định. Và cái thứ hai đó là chú Trung sẽ cố gắng tập thở hàng ngày cho mình. Tập thở tức là thở một cách từ từ, thở sâu và luôn luôn phải giữ ấm cơ thể. Đó là những cái mà nãy giờ tôi muốn nêu ra, và mong là những cái lời này sẽ giúp được chú Trung hạn chế được cái gia tăng cái giai đoạn của bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn COPD rất là khó chịu cho bệnh nhân nếu không phát hiện sớm. Dạ. Và nếu như những bệnh nhân nào mà chúng ta mắc bệnh giống như chú Trung mà còn hút thuốc lá nữa thì quý vị nhớ là chúng ta phải cố gắng bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt đấy ạ. Nó sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta, và kiên trì sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược, từ thiên nhiên sẽ đem đến những cái sự cải thiện về lâu về dài. Hãy cố gắng kiên trì chú Trung nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục kết nối với quý vị khán giả tiếp theo ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Xin chào ạ. Dạ, xin được chào cô. Xin cô cho biết cô tên là gì và cô được bao nhiêu tuổi, và sau đó thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Cô không bệnh, cô hỏi cho thằng cháu nội. Dạ không sao, mình cứ tự nhiên hỏi ạ. Dạ, hỏi bác sĩ. Bây giờ cháu nó 3 tháng rồi, sanh xong 3 tháng nó đã bị rồi. 3 tháng. Mà họ nói là đi bệnh viện sanh rồi họ không moi móc đờm ra hay làm sao đó để cho nó còn cấn ở trong cổ. Thì về nhà mà gia đình cũng chẳng biết làm sao, mà bây giờ sao ai dám phủ tay và mà moi và móc nó. Thế mà cho nó đi viện. Ta đi viện thì bác sĩ nó bảo không có sao, cho uống thuốc thì nó hết xong nó lại bị. Nó cứ liên tục từ bấy giờ đấy, giờ là mười mấy năm rồi đó, 12 năm rồi đó. Thế vừa rồi nó bị tiếc thì uống thuốc tây luôn khoảng tháng không hết. Đến xong là họ chỉ, thuốc nam họ chỉ là uống mật ong, nó đu đủ, hấp cơm, rồi làm đủ, cái gì cũng làm. Thế là mật ong với lại chanh, thì nó cũng bớt vậy đấy. Mà phải uống kèm cả thuốc bên tây y. Những người họ bán thuốc không, cháu này học không có điều kiện đi bệnh viện thì con mua thuốc kèm uống thì nó cũng bớt vậy, nhưng mà nó cứ liên tục như vậy đó, nó không hết hẳn. Dạ. Không biết giờ. Dạ, rồi, rất là cảm ơn câu hỏi của cô vừa mới đặt ra. Là như vậy là cháu nó bây giờ là 12 tuổi rồi hả cô? Dạ, mà nó bự, nó phải gần 60 kg. Dạ. Sức khỏe nó cũng tốt lắm. Như vậy thì với cái tình trạng của cháu nó như vậy thì chắc là gia đình cỡ nào đi chăng nữa cũng phải cố gắng đưa nó tới một cái trung tâm y tế nào mà ở gần nhất mà có uy tín giùm cháu đi ạ. Dạ, thì cái này nó làm nó cũng không có tốn kém gì nhiều cho cái đứa trẻ đâu. Mình không thể nào mình điều trị mình đi bằng cách là mình ra nhà thuốc, mình mua thuốc, mình uống không được đâu ạ. Như vậy rất là nguy hiểm, là đã ảnh hưởng tới cái sức khỏe sau này của cái đứa trẻ nữa. Thì chỉ cần tới trung tâm y tế mà đúng là chuyên khoa về hô hấp đó, thì tất cả những thầy thuốc đó người ta sẽ cho những cái chỉ định để người ta rất là lẹ cô, chứ không có lâu đâu. Chứ nhiều khi tới nơi thì chắc chừng khoảng chừng vài tiếng đồng hồ trong buổi sáng là mình đã ra được cái chẩn đoán. Vì khi ra được cái chẩn đoán đó thì chúng tôi mới sẽ đưa được cái hướng điều trị cho cháu.
Vì bây giờ cháu đã tới 12 tuổi rồi và gần như là những cái cơ quan nó gần như hoàn chỉnh thì mình không thể nào mình điều trị một cách mà hời hợt. Nó sẽ để lại những cái tổn thương, nhất là tổn thương trên đường hô hấp. Nó ảnh hưởng phát triển trí tuệ của cháu sau này. Tại vì cái đường hô hấp là cái đường thở, và thở thì nó sẽ cung cấp oxy để phát triển vừa trí tuệ cũng như là toàn thân cho một cái đứa trẻ. Cho nên là đây là cái lời khuyên chân thành của tôi. Tôi mong gia đình sẽ sớm đưa cho bé tới cái trung tâm nhi gần nhất chuyên về hô hấp. Thì tất cả những thầy thuốc chuyên khoa người ta sẽ có cái hướng chẩn đoán ra sớm nhất để có điều trị chính xác nhất cho cháu. Xin được cảm ơn bác sĩ và xin được cảm ơn câu hỏi từ khán giả. Thưa quý vị, khi chúng ta gặp phải tình trạng đàm ho khó thở, quý vị chúng ta có thể quan tâm và sử dụng sản phẩm Bảo Khí Khang với thành phần chính là cao lá hen và alpha lipoic acid. Bảo Khí Khang còn được các nhà đông dược học kết hợp thêm hai thành phần này với các dược liệu quý có tính kháng viêm, hóa đờm, giãn phế quản như là cao anti-D, COPD, cốt khí củ, alpha lipoic acid và L-carnitine giúp giảm đàm ho và khó thở đấy ạ. Giúp giảm nguy cơ mắc, giảm tái phát và biến chứng trong các trường hợp mắc bệnh dịch hô hấp, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn và phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay thì Bảo Khí Khang có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 4. Xin hãy liên hệ ngay 1800 00 00 55. Xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 00 00 55 để chúng ta có thể biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình ưu đãi ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo sau đây để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về công dụng cũng như là hiệu quả của sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược được chiết xuất từ cao lá hen, chương trình đã chuẩn bị một đoạn phóng sự thực tế ghi lại hành trình chiến thắng bệnh phổi của một nhân vật. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi nhé. Suốt nhiều năm lao động mưu sinh bằng nghề nông, tiếp xúc với nhiều loại thuốc trừ sâu độc hại, bác Lê Văn Đỉnh, nhân vật của chương trình ngày hôm nay, đã mắc phải chứng đàm, ho, khó thở, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Những sinh hoạt thường ngày vốn dĩ đơn giản, bây giờ với bác cũng trở nên khó khăn. Tôi Lê Văn Đỉnh, năm nay 81 tuổi, hiện đang sống ở Hố Nai Ba, xã Tràng Bom, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Còn trong quân đội thì chúng tôi hút thuốc lá. Thế sau giải phóng thì quay sang thuốc lào. Tôi thấy ho và nó có đàm ở cổ thì tôi đi khám. Toa thuốc của bác sĩ thì kết luận là tôi bị tắc nghẽn phổi mãn tính, gọi là COPD. Khi mà nó lên cơn mà cái đàm mà nó không ra được á, thì nó phải nói rằng nó khó chịu lắm, nó nghẹn ở cổ là một, nó khó thở là nó nghẹn cái phế quản của mình lại, nó gây cho mình rất nhiều cái khó khăn trở ngại, nhất là ban đêm rất là mệt, trời lạnh mà cái thời tiết nó làm cho mình nghĩa là không thở được, đấy là những lúc đó phải đi bệnh viện. Thì tôi phải nhập viện ở Phạm Ngọc Thạch 3 lần trong một tháng trời, sợ lắm ở cái chỗ rằng là nếu mình không cấp cứu cửa, không kịp cấp cứu được thì nó hụt hơi là mình đi luôn. Sau một thời gian quyết tâm tìm kiếm giải pháp và kiên trì trị liệu, cuối cùng bác Lê Văn Đỉnh đã hồi phục sức khỏe từ thảo dược. Những cơn đàm, ho, khó thở, những đợt cấp mỗi khi trái gió trở trời nhờ đó cũng được đẩy lùi. Sau khi tôi được nghe chuyên gia tư vấn thì tôi đã dùng cái Bảo Khí Khang. Trong cái sản phẩm này có chứa cái chất cao lá hen rất là tốt cho cái bệnh của tôi. Lúc đầu là tôi dùng đúng theo như sự hướng dẫn là một ngày 6 viên, mỗi lần 3 viên. Sau 10 ngày tôi cảm thấy cái bệnh của tôi nó giảm dần. Thì tôi uống đúng là sáng 2 viên, chiều 2 viên. Sau khi mà tôi dùng cái Bảo Khí Khang thì tôi cảm thấy cái ho nó bớt đến 90%. Nó không có tức ngực và cái đàm sổ ra một cách rất nhẹ nhàng, dễ dàng. Sau khi tôi dùng cho đến hôm nay là được 3 tháng, tôi cảm thấy cái hiệu quả của nó rất là tốt. Về ban đêm thì tôi cũng gần như là không ho. Tôi an tâm lắm và thấy là trong người thấy nó khỏe khoắn và thấy nó có cái niềm vui cho mình trong cái lúc tuổi già như thế này. Tôi hy vọng rằng là cái tôi dùng thời gian lâu dài trong cái Bảo Khí Khang này thì sức khỏe của tôi sẽ cải thiện được tốt hơn.
để tiếp tục mới vui vui với con với cháu thì là tôi đang hy vọng, tôi rất hy vọng. Chứng kiến sức khỏe của bác Lê Văn Đỉnh cải thiện từng ngày chính là niềm vui của chúng tôi, những người thực hiện chương trình. Hy vọng rằng bác Đỉnh sẽ luôn khỏe mạnh để tận hưởng được niềm vui sum vầy bên con cháu và gia đình. Xin được chúc mừng bác Lê Văn Đỉnh đã tìm được cho mình giải pháp tự cao lá hen và đã giúp cho bác có thể vượt qua được những cái khó khăn về cái vấn đề bệnh phổi của mình. Và bây giờ thì khỏe hơn, vui vẻ hơn rất là nhiều rồi. Và mong là nhiều quý vị khán giả khác chúng ta cũng sẽ tìm được giải pháp tự cao lá hen. Và nếu như quý vị nào quan tâm thì chúng ta có thể sẽ tìm hiểu về Bảo Khí Khang có chứa thành phần cao lá hen quý vị nhé. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì tổng đài 1900 3192 của chúng tôi đã mở và rất nhiều quý vị khán giả liên lạc về cho chương trình khi mà họ gặp tình trạng là đàm, ho, khó thở. Và nếu quý vị muốn đặt câu hỏi, hãy gọi ngay tổng đài 1900 3192 để được thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là bác sĩ của chuyên khoa y học cổ truyền, trực tiếp tư vấn và giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay bây giờ nhé. Dạ, ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được mời bộ phận kỹ thuật tiếp tục kết nối với quý vị khán giả ạ. Alo, xin chào khán giả ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Chào chú ạ. Dạ, xin khán giả giới thiệu tên của mình, tuổi của mình và tình trạng sức khỏe cũng như là câu hỏi ạ. Tôi cũng thưa với bác sĩ là tôi tên là Đỗ Văn Muốn, sinh năm 1962. Tôi là ở Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Ở Đồng Nai, tôi cũng thưa với bác sĩ rằng tôi bị cái bệnh là hen suyễn hay là OVCD gì đó là thưa bác sĩ là tôi bệnh khoảng chừng 4 năm nay thôi. Nhưng mà có lúc á, bác sĩ biết không, trong vòng có một tháng mà tôi phải đi cấp cứu tới 3 lần nặng. Có nghĩa là tôi bị nghẹt thở, không có thở được. Thì đi cái cấp cứu bệnh viện á. Tôi cũng có xuất viện là nói chung ra là cũng được một tháng rồi. Nhưng mà tôi về nhà, bác sĩ biết không là mỗi lần mà tôi bị như vậy á, là được không, tôi không có đi khám bảo hiểm. Tôi cứ ra tiệm thuốc tây á, tôi mua một lần như vậy á, là 70.000 là 10 liều là tôi về tôi uống như vậy là có 5 ngày hết thôi. Mà tôi cũng thưa với bác sĩ rằng nếu mà tôi uống mà hết thuốc á, tôi uống hết thuốc á mà tôi không mua lại á thì không sớm muộn gì tôi cũng bị nghẹt nữa à. Vậy tôi xin hỏi bác sĩ vậy chứ tôi uống cái loại thuốc nào mà anh hết nó có dứt được không, chứ cái tình trạng mà cứ uống thuốc hoài vậy thì kinh tế đâu có chịu nổi. Xin chào bác sĩ à. Dạ, rất là cảm ơn câu hỏi của chú đưa ra. Tôi lo lắng về cái cách đang uống thuốc của chú vừa nói. Đầu tiên đó, đây là một cái lời khuyên rất là chân thành. Chú nên tới cái bệnh viện để người ta cho mình biết là mình đang là hen phế quản hay là mình là biến chứng của cái hen phế quản mà đưa tới cái bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn COPD. Nếu là mình là hen phế quản đó thì thầy thuốc người ta sẽ cho những cái loại thuốc chẳng hạn như những cái khí dung để xịt hay là chia liều ra để mình khống chế được cái cơn để nó không đưa tới những cái giai đoạn mà chú ngộp thở nửa đêm mười sáng như thế, vì cái điều đó nó sẽ đe dọa tới cái sự sống còn của bản thân mình, rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là nếu là nó là COPD á thì nó sẽ có cái cách điều trị khác nữa. Và nó tương tự như vậy, còn bây giờ bản thân mình là chú lại tự động đi ra nhà thuốc và mua những cái thuốc mà của những cái người bán thuốc thì họ không phải là thầy thuốc, họ chỉ là bán thuốc thôi. Và vậy cho nên họ chỉ điều trị triệu chứng thôi. Như vậy thì nó sẽ hại cho bệnh nhân rất là nhiều ạ. Cho nên là chú bắt buộc phải đi tới trung tâm y tế, trung tâm y tế nào mà người ta chuyên về hô hấp á, có uy tín để mà mình đưa ra cái điều trị. Và chính ra khi ra được cái chẩn đoán rồi đó thì người ta sẽ có cái phác đồ điều trị và mình uống thuốc theo toa. Và khi hết thuốc á, thì mình quay trở lại để thầy thuốc người ta kiểm tra coi mình đáp ứng thuốc như thế nào và cái loại nào mà mình không đáp ứng được, đặc biệt là với bệnh lý này thì nó giúp cho chú nó sẽ hạn chế những cái biến chứng không mong muốn xảy ra cho cơ thể mình. Và như vậy đó thì chú sẽ thấy là cuộc sống mình nó vui và nó khỏe hơn và chú tự tin trong cuộc sống hơn và mình biết cách để phòng ngừa. Và nếu mà cần á, thì mình có khả năng sử dụng thêm những cái thuốc như là sản phẩm có cao lá hen như thế này thì nó sẽ là hỗ trợ để cho mình không xuất hiện những cái đợt tái phát quá sức là liên tục đến mức là nó ảnh hưởng tới kinh tế của gia đình và nó làm cho chú có một cái u uất trong cái cuộc sống. Nếu mà mình suốt ngày mình cứ đi vô bệnh viện như vậy á, thì mình làm cho mình rất là có những cái tiêu cực
và điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái bệnh lý của mình mắc phải rất là nhiều ạ. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, và với những quý vị nào mà chúng ta thấy là tình trạng mình giống với lại tình trạng của chú Mú vừa gọi điện về cho chương trình, ho rồi cứ phải nhập viện, cứ dai dẳng như vậy, thì đừng quên là chúng ta cứ đặt ngay câu hỏi trực tiếp của quý vị về cho chương trình của chúng tôi. Tổng đài 1900 3192 đang chờ câu hỏi từ phía tất cả quý vị. Và những quý vị nào mà chúng ta thấy là mình bị đàm, ho, khó thở, thì quý vị ơi, mình đừng quên là thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là bác sĩ của chuyên khoa y học cổ truyền, sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị ngay trong chương trình này luôn nha. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì xin mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi được kết nối với quý vị khán giả tiếp theo đi ạ. Alo, xin chào khán giả ạ. Dạ, xin khán giả giới thiệu về tên của mình, tuổi và câu hỏi ạ. Tên là Nguyễn Hồng Phước. Dạ, dạ. Không biết là khán giả Phước được bao nhiêu tuổi ạ? Được 57 tuổi. Dạ, chú Phước ơi, chú Phước có vấn đề gì về sức khỏe và câu hỏi của chú dành cho bác sĩ là gì ạ? Nó bị ở trên phòng thạch, nó chẩn đoán là tắc nghẽn mãn tính bên đường hô hấp á. Tại nó có di chứng lao nó cũ á. Rồi... với có cái nữa là nó bị cắt cái trì phổi á. Giờ nó ho mà nó khó thở. Dạ. Khó thở ban đêm. Dạ. Mà làm cái gì cái là nó mệt. Mà bác sĩ khám nhiều lần theo dõi rồi, bác sĩ chỉ cho cái thuốc hít thôi mà, chứ không có cho thuốc uống. Dạ. Cho thuốc hít đem về thôi nha. Ở phòng một thạch mà. Dạ, đã cắt một thùy phổi rồi ạ. Dạ. Dạ. Thế thì trong quá trình mà điều trị á, thì lúc mà ở phòng một thạch á, thì người ta có cho mình qua cái vật lý trị liệu để tập thở không vậy anh? Có lúc mà mổ thì nó có là có cho tập thở hàng ngày, về thở gì đó, tập thở. Thế anh vẫn còn giữ cái đó, tức là anh vẫn còn tập cái đó tới bây giờ không ạ? Còn mỗi bữa tối hoặc buổi sáng là có tập hết. Thì bây giờ anh thấy trong cơ thể anh bây giờ thì nó sao? Nó là như nó nói chung là nó mỗi lần mà nó ho là nó tức ngực, nó mệt á. Rồi bác sĩ lên bữa nay chẩn đoán là bị tắc nghẽn đường hô hấp cấp 4. Cấp 4 mà lỗi gì á, viết tắc lỗi gì á không biết. Tắc nghẽn mãn tính. Anh có hút thuốc lá nhiều không ạ? Không, kỳ hồi mà bị đến nay là bỏ nay 5 năm rồi. Dạ. 5 năm rồi. Tốt quá. Cái môi trường của mình ở xung quanh mình, anh có bị ô nhiễm không? Tức là có khói bụi hay những cái xí nghiệp dệt gì ở đó không ạ? Không, cái này Cần Giờ ở ngoài biển rồi. Thì thứ nhất là với bệnh lý anh, giai đoạn 4 của COPD rồi, thì đây là một trong những giai đoạn rất là nặng. Cái thứ hai đó là bình thường với cái giai đoạn này đó thì là bệnh nhân đã rất là khó thở rất là nhiều rồi, là mệt lắm luôn, thậm chí người ta chỉ cần đi qua đi lại chút xíu người ta đã thở không được rồi. Còn anh lại bị cái di chứng của cái lao nữa, thì nó cắt bớt một phần phổi của mình rồi, thì cái khả năng coi như là cung cấp oxy để cho cả cái toàn thân mình hoạt động đó, là nó giảm đi rất là nhiều. Đây là một trong những cái đáng buồn cho cái bệnh lý của anh, mà anh năm nay chỉ mới có 57 tuổi thôi. Thì những cái lời khuyên chân thành của tôi là, thứ nhất á, là anh phải thường xuyên tái khám theo định kỳ tại học phòng một thạch, chắc chắn là phải như vậy rồi. Vì với cái tình trạng sức khỏe của mình giờ là cái chức năng hô hấp của mình á, nó bị coi như là nó bị hạn chế rất là nhiều. Cho nên chỉ cần những cái tác động từ bên ngoài, chẳng hạn như thay đổi rồi thời tiết đột ngột, hoặc là những cái tác nhân như chẳng hạn như ô nhiễm, chẳng hạn như là mùi mình hít phải thuốc lá, hoặc là khói bụi xe ở ngoài, chỉ cần một chút xíu người khác không sao, như với bản thân anh thì nó sẽ bộc phát cái viêm nhiễm ngay, và nó sẽ làm cho anh khó thở, và nó đưa tới cái giai đoạn nguy kịch rất là
là dễ sợ. Cho nên cái sản phẩm cao lá hen thì mình vẫn dùng, nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ được phần nào thôi. Chứ còn của anh là phải liên tục là tái khám theo định kỳ để thầy thuốc có khả năng chỉnh được cái liều thuốc xịt để mà anh đáp ứng cho nó kịp thời. Tại vì những cái phần phổi mình, những cái phế nang mình hiện giờ nó bị coi như bị phá hủy rất là lớn. Cho nên là cái mình vẫn sử dụng hỗ trợ cao lá hen, nhưng anh không được buông cái thuốc điều trị hiện giờ đang được chỉ định tại phòng Ngọc Thạch. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa chú Phước, như vậy thì qua chia sẻ của bác sĩ thì chú nhớ hai việc là: thứ nhất, vẫn theo phác đồ điều trị; thứ hai là chúng ta có thể sử dụng thêm cao lá hen. Và ngày hôm nay thì chương trình cũng chia sẻ thành phần cao lá hen thì có trong Bảo Khí Khang. Tuy nhiên thì cái vấn đề là các quý vị khán giả thân mến, khi chúng ta sử dụng thì quý vị không thể dùng ngày 1, ngày 2 mà nó có tác dụng được đâu ạ. Chúng ta sẽ phải sử dụng theo đúng phác đồ, chúng ta sẽ phải sử dụng liên tục và kiên trì. Và mong là những quý vị nào chúng ta đang có những cái tình trạng như là đàm, ho, khó thở và chúng ta đang lo lắng về cái vấn đề phổi của mình thì hãy xin ý kiến từ phía bác sĩ để sử dụng sản phẩm có chứa thành phần cao lá hen như là Bảo Khí Khang quý vị nhé. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kiến thức chuyên môn mà bác sĩ vừa chia sẻ thì xin được nhắn nhủ với tất cả quý vị, đó là bệnh về đường phổi á, là căn bệnh cần phải điều trị lâu dài. Vì vậy chúng ta dùng sản phẩm nào cũng phải kiên trì, và nhất là sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên. Với cái chiết xuất thảo dược nó sẽ giúp cải thiện tình trạng tốt hơn, nhưng phải dùng dài lâu. Và hiện nay thì trên thị trường cũng có thêm một cái tình trạng nữa là quý vị không biết chọn mua sản phẩm nào và không biết cách để chọn đúng sản phẩm thảo dược an toàn. Vậy thì xin được bật mí với tất cả quý vị, đó là khi mà muốn tìm một loại thảo dược điều trị an toàn và hiệu quả thì xin quý vị lưu ý 3 tiêu chí giúp cho chương trình. Thứ nhất là sản phẩm phải có thành phần thảo dược, nguồn gốc rõ ràng, bào chế thì phải bằng công nghệ hiện đại quý vị nha, và các thành phần có nghiên cứu lâm sàng chứng minh được hiệu quả tốt trên người bệnh thì mình mới dùng. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các bác sĩ đánh giá tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang có chiết xuất từ cao lá hen mà ngày hôm nay chương trình nhắc đến là một điển hình đấy ạ. Đặc biệt thì Bảo Khí Khang đang có chương trình ưu đãi là mua 2 tặng 4 và chúng ta tiết kiệm được 630.000 đồng. Như vậy sẽ hỗ trợ về mặt kinh tế cho rất nhiều những bệnh nhân chúng ta cần sử dụng lâu dài. Chi tiết về công dụng của sản phẩm và chương trình ưu đãi, xin quý vị liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 0055, và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước là 1800 0055. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo của quý vị khán giả. Xin phép được mời bộ phận kỹ thuật kết nối giúp cho chương trình ạ. Alo, xin chào khán giả ạ. Vâng. Dạ, xin chú giới thiệu tên chú, tuổi của chú và đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Tên tôi là Hoàng Văn Trung, sinh năm 60 tuổi. Bị phế quản mãn, nhưng bây giờ đợt vừa rồi là tên là tắc nghẽn rồi, độ 2, nằm ở trên viện, xong người ta trả về. Bây giờ thì hỏi bác sĩ là uống cái thuốc gì cho nó đảm bảo. Thì chú có khả năng cho tôi biết được tình hình bây giờ mình sau khi mà được bệnh viện cho xuất viện về đó, thì tình hình mình bây giờ làm sao ạ? Thì thi thoảng nó là nó cứ tức ngực, xong là mình đấm vào ngực ấy thì nó dễ thở. Còn làm việc lặng thì cũng không làm được, mà thuốc lá thì tôi cũng bỏ 10 năm nay rồi. Dạ, bỏ thuốc rồi. Vâng, bỏ thuốc 10 năm nay thì mà bia rượu chè thì không uống. Thì thế hỏi bác sĩ là cái hay nó có ảnh hưởng gì? Thời kỳ tôi đánh nhau phía Bắc thì nó bị sập mấy lần, nằm nó có bị ảnh hưởng đến cái gì không? Dạ. Rồi, rất là cảm ơn của câu hỏi của chú vừa mới đưa ra. Thì đây là một cái tình trạng bị bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn của giai đoạn 2 rồi đó chú ạ. Thì đầu tiên đó, thì như nãy giờ đã được tham vấn đó, thì đầu tiên chú phải giữ cho thời tiết ấm á, là luôn luôn là quan trọng với cái hô hấp của mình. Mỗi lần chẳng hạn như cái thời tiết này chuẩn bị vô giao mùa nè, thì hạn chế cái chuyện đi ra ngoài trời lạnh quá hay là đi về ban đêm quá, luôn luôn giữ ấm đường hô hấp giùm cháu. Cái thứ hai đó thì là phải sử dụng thuốc. Thí dụ như nếu mà ở bệnh viện nó đã cho mình biết là mình là COPD rồi đó, thì phải giữ không có để cho nó bị
nhiễm lạnh, tại nhiễm lạnh là nó xuất hiện ở đợt cấp ngay. Và đợt cấp, khi đợt cấp thì bắt buộc phải là sử dụng thuốc tây để mà khống chế được cái đợt bội nhiễm của nó bằng những cái kháng sinh, kháng viêm mà cần thiết. Bên cạnh đó, với bệnh lý của chú có khả năng sử dụng được cái sản phẩm Calahen. Chính cái sản phẩm này nó sẽ giúp chú giảm được những cái cảm giác nhưng mà đàm nó cứ vướng ngoài trong ngực mình, rất là khó chịu. Và sử dụng đúng liều lượng và sử dụng theo thời gian, và từ khoảng từ 3 tới 6 tháng thì nó sẽ góp phần cải thiện được những cái triệu chứng mà như nãy giờ chú đang than phiền. Và cái quan trọng thứ ba nữa là phải có cái chủng ngừa cúm cho cái bản thân mình để hạn chế bớt những cái tác nhân vi khuẩn virus để nguy hiểm tới cái cơ thể mình. Và cái cuối cùng đó thì chú phải tập thở. Tập thở thì tụi tôi đã từng post trên mạng rất là nhiều những cái tập thở, như là tập thở bằng thở chấm môi nè, thở cơ hoành nè. Và nếu mà vô bệnh viện đó thì có cái trung tâm phục hồi vật lý trị liệu đó, thì chúng tôi sẽ khuyến khích cho bệnh nhân tập thở chai, và tại đó chúng tôi sẽ có khả năng kiểm soát được bệnh nhân tập được như thế nào và cải thiện ra làm sao. Đơn giản những cái bài tập đó đó thì tôi có khả năng nói qua như thế này, nhưng mà ở trên những cái YouTube á thì có những cái thầy thuốc người ta đã quay luôn thẳng cái clip luôn để giúp cho bệnh nhân ngó và thực hành được. Thì thông thường đó là bệnh nhân có khả năng ngồi dựa lưng vào cái ghế hoặc là nằm và để tay ở trên ngực và bụng mình, bắt đầu hít thật sâu theo cái khả năng của từng người, tức là hít sâu, thở hít sâu vô theo cái khả năng của mình, sau đó giữ hơi lại chút xíu và giữ hơi vài giây, vài phút tùy người, và sau đó hạ miệng ra, thở từ từ hết ra vậy. Cho nên tôi sử dụng cái nhịp là hít sâu rồi cố gắng hít sâu giữ một lần nữa. Cái động tác thứ ba là giữ hơi, và giữ hơi tới cái khả năng mình giữ không được rồi, bắt đầu cái động tác cuối cùng là động tác thứ tư, đó là thở ra một cách triệt để ra. Và mỗi ngày tập như vậy là 1-2 lần, mỗi lần như vậy tùy theo cái sức khỏe của mỗi ngày mình. Mình có khả năng tập vài phút cũng được, tập 5-10 phút cũng được. Thứ ngày nào mình khỏe thì mình tập nhiều hơn, ngày nào mình ít khỏe thì mình thở ít lại. Và mỗi ngày thì chính những cái đó, mỗi ngày mấy bệnh nhân sẽ thấy càng ngày cái thở mình trở nên nó sẽ thông thoáng, nó dễ chịu hơn. Và đây là những cái lời khuyên rất là chân thành của tôi khi trong bệnh viện đó. Khi gặp những bệnh nhân như thế này là tôi sẽ cho tập thở tại bệnh viện. Thì như vậy chúng tôi sẽ ngó được coi bệnh nhân có thở đúng cách chưa. Và sau khi thở đó, nếu mình thở đúng cách, có một cái rất là dễ chịu là sau khi như vậy bệnh nhân thấy là người mình nó thư thái hơn. Còn nếu sau khi mà chú tập xong mà chú thấy mình khó chịu, có nghĩa là mình đã tập thở sai rồi. Là cần phải có cái người chuyên về đó, người ta hướng dẫn mới được. Cho nên là gần đây đó thì chuyên khoa hô hấp đã tung ra những cái clip về thở chúm môi hay là thở cơ hoành đó trên mạng, để cho bệnh nhân có khả năng tham khảo được rất là nhiều. Rất là mong chú sẽ tham khảo trên những cái clip YouTube đó để giúp cho sức khỏe mình được ngày càng tiến triển tốt hơn ạ. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía bác sĩ, và mong là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhớ lại tất cả những thông điệp mà chương trình chia sẻ với quý vị nha. Đầu tiên đó là xin quý vị nếu có bệnh thì phải đi thăm khám ở những nơi có chuyên môn để chúng ta nhận được cái sự chỉ định chính xác, biết mình mắc bệnh gì, điều trị như thế nào, và sau đó thì chúng ta có thể là sẽ xin ý kiến để có thể sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược kết hợp để có thể hỗ trợ cho cái tình trạng sức khỏe của mình. Chẳng hạn như là cao lá hen mà ngày hôm nay chương trình chia sẻ là thành phần cao lá hen này có ở bên trong Bảo Khí Khang, một trong những cái sản phẩm điển hình cho cái việc là đã có rất nhiều những cái nghiên cứu đã được thực hiện rồi. Và ngoài ra thì lưu ý về cái việc là chúng ta nên giữ cho cơ thể của mình được ấm quý vị. Những ngày này thời tiết lạnh giá, và dự báo thời tiết những ngày sắp tới đây thời tiết còn khó chịu nữa, nên phải giữ ấm. Và tiếp nữa xin quý vị lưu ý tập thở. Dạ, đây là những điều mà chúng ta cần quan tâm. Và nếu như chúng ta có nghi ngờ mình mắc bệnh như là sốt, ho, đờm, khó chịu, đừng quên kịp thời chúng ta gặp bác sĩ và được tư vấn. Hy vọng là sau những tư vấn nhiệt tình và chi tiết từ phía thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là bác sĩ của chuyên khoa y học cổ truyền, khán giả đã hiểu hơn về căn bệnh mà mình đang mắc phải. Mặc dù là chúng tôi đã kéo dài chương trình tới 60 phút, nhưng mà do thời lượng có hạn nên không tư vấn được hết câu hỏi của quý vị. Quý vị có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800 0055
1800055. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước là 1800055 để được tư vấn thêm về bệnh và cách điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Bảo Khí Khang, công ty dược phẩm Forbit đã đồng hành cùng với chương trình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang đã được nghiên cứu lâm sàng ở Việt Nam và Hoa Kỳ, giúp 96,7% người dùng giảm đàm, ho, khó thở, giúp giảm nguy cơ mắc, giảm tái phát và biến chứng trong trường hợp mắc bệnh dịch hô hấp, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Đặc biệt, nhãn hàng Bảo Khí Khang đang có ưu đãi đặc biệt khi mua 2 hộp Bảo Khí Khang 120 viên sẽ được nhà tài trợ tặng 4 hộp Bảo Khí Khang 10 viên trị giá 400.000 đồng, tiết kiệm được 630.000 đồng. Thưa quý vị, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi hiện đã thông báo có 80 quý vị khán giả may mắn đã đặt mua Bảo Khí Khang để được mua 2 tặng 4. Như vậy là chỉ còn 20 khán giả may mắn nữa được tham gia chương trình. Chính vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về số 1800055 quý vị nhé. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trịnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bác sĩ của chuyên khoa y học cổ truyền đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào MC. Thưa quý vị, chương trình tư vấn bác sĩ Thưa quý vị, chương trình tư vấn bạn hỏi thầy thuốc trả lời được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì chương trình tư vấn sức khỏe bạn hỏi thầy thuốc trả lời xin được khép lại. Xin chúc sức khỏe quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình sau.